Chào mừng quý vị đến với London Vlogs USA. Đây là kênh YouTube chia sẻ về cuộc sống Mỹ và cập nhật tin tức về kinh tế, chính trị, xã hội Hoa Kỳ. Nếu đây là lần đầu tiên quý vị đến với London Vlogs USA, xin hãy nhấn nút subscribe và nút chuông để có thể nhận được thông báo ngay khi London có video mới. Nếu thấy video này hữu ích, xin hãy nhấn nút like và share để chia sẻ thêm cho nhiều bà con cùng biết đến. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Quý vị có thể tham khảo những nguồn dẫn gốc của các bản tin này ở phần description của video. Quý vị thân mến, đây là bản tin nhanh cập nhật về gói cứu trợ 2 và quá trình diễn tiến của việc thương lượng gói cứu trợ 2 giữa ông Mnuchin và bà Pelosi. Sáng thứ Tư, cuộc thương lượng về gói cứu trợ 2 giữa ông Mnuchin và bà Pelosi đã thất bại một lần nữa. Vào sáng sớm ngày thứ Tư, trước khi vào cuộc thương lượng, ông Mnuchin còn rất lạc quan về tình hình của gói cứu trợ 2. Ông cho biết cả ông và bà Pelosi đều có một số điểm chung về tấm check lần 2 cũng như về trợ cấp thất nghiệp và nhiều thứ khác. Tuy nhiên, sau một cuộc thương lượng kéo dài 90 phút, cả đôi bên đều đã thất bại trong việc tìm kiếm những điểm chung khác. Theo bà Pelosi, bà và ông Mnuchin đã có một cuộc thương lượng rất chi tiết và cả hai cũng đã tìm ra những điểm chung, bao gồm tấm check lần 2, tiền hỗ trợ quỹ PPP và hỗ trợ cho ngành hàng không. Nhưng theo báo cáo, họ vẫn còn rất nhiều điểm bất đồng về quỹ cứu trợ cho chính quyền tiểu bang và chính quyền địa phương. Và nổi trội hơn cả là số tổng trị giá của hai gói cứu trợ. Đảng Dân Chủ yêu cầu gói cứu trợ 2.2 ngàn tỷ đô la. Về phía Nhà Trắng, ông Mnuchin nói, Nhà Trắng chỉ có thể offer, tức là Nhà Trắng chỉ có thể đưa ra trị giá gói cứu trợ lên cao nhất là 1.5 ngàn tỷ đô la mà thôi. Theo nguồn tin từ CNBC, sau khi cuộc thương lượng với ông Mnuchin thất bại, Đảng Dân Chủ sẽ tiếp tục giai đoạn bỏ phiếu cho dự luật của họ vào chiều ngày thứ Tư. Trả lời phỏng vấn với các phóng viên sau khi cuộc thương lượng thất bại, ông Mnuchin nói rằng, cho dù cuộc thương lượng hôm nay thất bại, nhưng chúng tôi còn rất nhiều điều phải làm việc với nhau. Và chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi xem kết quả sẽ như thế nào. Tóm lại, cuộc thương lượng về gói cứu trợ 2 một lần nữa lại thất bại. Ngày bầu cử đã gần kề, và chiều ngày thứ Tư, Đảng Dân Chủ sẽ bắt đầu bỏ phiếu cho dự luật 2.2 ngàn tỷ đô của họ. Gói cứu trợ 2 còn có hy vọng không? Không ai dám trả lời câu hỏi đó, nhưng đa số mọi người đều nói không. Lê Đinh sẽ tiếp tục cập nhật những diễn tiến về gói cứu trợ 2 đến cho quý vị. Lê Đinh chúc quý vị và gia đình luôn vui, khỏe và hạnh phúc. Trước khi tạm chia tay, Lê Đinh xin mời quý vị ngắm cảnh biển ở California để thư giãn tinh thần nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Đây là đoạn đường đi đến khu biển ở Point Lobos, Monterey, California. Across the pavement.
I don't know.